Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em tóm lớp 4 sức kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm mới cảm thấy dễ hiểu. Các em sẽ bấm phím và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài 52 luyện tập chung trang 47-48. Giờ chúng ta sẽ làm câu số 1. Chọn câu trả lời đúng. Bạn robot cùng các bạn làm những món đồ chơi tái chế để bán lấy tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Robot đã ghi lại số tiền thu được cho mỗi ngày thành giải số liệu như sau: 180.000 đồng, 70.000 đồng, 125.000 đồng, 80.000 đồng và 100.000 đồng. Đề bài hỏi là có bao nhiêu ngày nhóm bạn thu được nhiều hơn 100.000 đồng từ hoạt động đó. Hiện mình quan sát lại giải số liệu là 180.000 đồng sẽ lớn hơn 100.000 đồng. Cái số này sẽ nhỏ hơn. Đúng này. 125.000 sẽ lớn hơn 100.000. Vì mình thấy là có hai số lớn hơn 100.000 nha. Hai số nhỏ hơn 100.000 và một số bằng 100.000. Như vậy là có nghĩa là 2 ngày. Người ta hỏi là có bao nhiêu ngày nhóm bạn thu được nhiều hơn 100.000 đồng thì mình thấy có 2 ngày. Nên mình sẽ chọn đáp án B. Như vậy câu số 1 các em sẽ chọn đáp án B nha. Được rồi. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Robot đã thu thập, phân loại và ghi chép số câu đố. Mỗi bạn giải được giờ vẽ biểu đồ dưới đây. Như giờ đề bài nói là robot đã thu thập và phân loại ghi chép số câu đố mỗi bạn giải được giờ vẽ biểu đồ dưới đây. Số câu đố mỗi bạn giải được. Bạn Lan giải được 7 câu, bạn Robot giải được 6 câu, bạn Việt giải được 3 câu, bạn Nam giải được 6 câu, bạn Mai giải được 9 câu và bạn Lâm giải được 5 câu. Dựa vào biểu đồ và trả lời câu hỏi, câu A trong số 6 bạn, bạn nào giải được nhiều câu đố nhất? Thì mình quan sát các cột, thấy cột cao nhất là của bạn Mai. Như là bạn Mai sẽ giải được nhiều câu đố nhất. Bạn nào giải được ít câu đố nhất thì mình thấy cột thấp nhất chính là của bạn Việt. Như vậy là có nghĩa bạn Việt sẽ giải được ít câu đố nhất. Đúng này. Như vậy là câu số 2 các em trả lời như sau. Như vậy là trong số 6 bạn mình thấy là bạn Mai giải được nhiều câu đố nhất. Tiếp theo là bạn Vị. Giải được ít câu đố nhất. Như vậy câu A các em trả lời là trong số 6 bạn, bạn Mai giải được nhiều câu đố nhất và bạn Việt giải được ít câu đố nhất. Câu B, biết các bạn đã giải các câu đố khác nhau. Hỏi 6 bạn đã giải được tất cả bao nhiêu câu đố? Như mình trả lời là 6 bạn đã giải được tất cả. Số câu đố ấy, câu đố này. Như vậy là 6 bạn đã giải được tất cả số câu đố là, thì mình sẽ lấy các số này cộng lại. 7 cộng 6 cộng 3 cộng 6 cộng 9 cộng 5. Đúng này. 7 cộng 6 cộng 3 cộng 6 cộng 9 cộng 5 3. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. 7 cộng 3 là 10, 6 cộng 6 là 12, 10 cộng 12 là 22, 22 cộng 9 là 31, 31 cộng 5 là 36, tổng cộng là 36 câu. Câu được, đúng này. Mình sẽ làm câu C. Câu C trung bình mỗi bạn giải được bao nhiêu câu đố? Thì mình sẽ tìm số trung bình, thì mình lấy tổng này mình sẽ chia cho
chia cho 6 bạn đúng như là trung bình. Mỗi bạn dễ được số câu đối lại, số câu đố lại như trung bình mỗi bạn giải được số câu đố là mình sẽ lấy 36 này chia cho 6. 36 chia 6 bằng 6 như là 6 câu đố. Giờ như là mình xong câu số 2, câu số 2 kem hiệu bài, câu xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo là câu số 3. Bạn Mai và My cùng nhau làm chậu cây tái chế từ vỏ chai. Số chậu cây mà hai chị em hoàn thành trong mỗi ngày được ghi lại thành chữ số liệu như sau: 2, 3, 5, 5, 5, 8, 8, 10, 12, 12. Dựa vào giá số liệu trả lời câu hỏi, trong một ngày thì Mai và My làm được nhiều nhất bao nhiêu chậu cây? Như câu này các em sẽ làm như sau. Như là đề bài nói là Mai và My cùng làm chậu cây tái chế từ vỏ chai. Số chậu cây mà hai chị em hoàn thành trong mỗi ngày được ghi lại thành chữ số liệu như sau. Thì mình quan sát số liệu thì mình thấy là số lớn nhất ở đây sẽ là 12. Như vậy có nghĩa là trong một ngày Mai và My làm được nhiều nhất chính là 12 chậu cây. Đúng không? Như câu A các em trả lời là trong một ngày Mai và My làm được nhiều nhất 12 chậu cây. Như vậy câu A mình trả lời là trong một ngày Mai và My làm được nhiều nhất là 12 chậu cây. Câu B người ta hỏi là trung bình mỗi ngày hai chị em làm được bao nhiêu cột chậu cây, thì kênh trả lời là trung bình mỗi ngày hai chị em làm được số chậu cây là đúng này. Các em sẽ hai chữ bao nhiêu bằng chữ số là được nhé. Trung bình mỗi ngày hai chị em làm được số chậu cây là như vậy. Câu B các em trả lời là trung bình mỗi ngày hai chị em làm được số chậu cây là mình sẽ lấy các số này cộng lại đúng không? 2, 4, 6, 8, 10 như vậy chia cho 10, 10 ngày. 2 cộng 3 cộng 5, 2 cộng 3 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 8, 8, 10, 12, 12. Giờ sau chia đó chia cho 10. Giờ mình sẽ tính nhẩm chỗ này nha. Hoặc là mình sẽ ta sẽ tính nhắc từ từ đi. Nhiều số quá khó tính nhẩm thì các em sẽ tính nhắc từ từ nha. Thầy sẽ tính nhắc phía dưới này. Giờ như vậy mình sẽ có 3 số cộng lại chứ. 2 cộng 3 là 5 cộng 5 là 10. Giờ 2 số 5 cộng lại cũng là 10. 8 cộng 8 sẽ là 16 cộng 10 là 26. 12 cộng 12 là 24. Chia cho 10 cũng lại. Mình sẽ tính từ từ nha. 10 cộng 10 là 20. 20 cộng cho 26 là 46. 46 cộng 24, 6 cộng 4 là 10 với 0 với 1. 4 cộng 2 là 6, 1 là 7. 70 chia 10 sẽ bằng 7. Đúng không? Như kết quả đây là 7 nha. 7 chậu cây. Như vậy là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu quả. Câu xong hết video hãy biết kem hiệu quả.
Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Bạn Nguyệt có 4 chiếc hộp, trong đó có một hộp đựng kẹo và 3 hộp đựng tẩy thuốc trị. Mình sẽ quan sát 4 cái hộp, trong đó sẽ có một hộp đựng kẹo và 3 hộp còn lại sẽ đựng tẩy thuốc trị. Câu A, chọn một trong 4 hộp đó, mở hộp và quan sát đồ vật bên trong hộp. Nếu có sự kiện có thể xảy ra. Như vậy mình thấy là trong hộp sẽ có đựng kẹo và tẩy thuốc trị. Như vậy có hai sự kiện có thể xảy ra, đó là bạn Nguyệt sẽ lấy được chiếc hộp. Bạn Nguyệt sẽ thấy được viên kẹo bên trong, hoặc là hộp đó sẽ đựng tẩy chì đúng này. Như vậy câu mình sẽ làm câu em như sau. Như là các sự kiện có thể xảy ra lại. Quyền lấy được chiếc hộp đựng kẹo hoặc là bạn Quyền sẽ lấy được chiếc hộp đựng đựng tẩy đúng không? Đựng tẩy bút chì. Tiếp theo là câu B. Như vậy câu B thì mình sẽ chọn một hộp bất kỳ trong 4 hộp, quan sát đồ vật trong hộp, ghi lại kết quả và bảng kiểm điểm theo mẫu. Sau đó đóng hộp lại và đảo vị trí các hộp đó, thực hiện 10 lần như vậy nhé. Như vậy mình sẽ làm câu B như sau. Như vậy ở câu B này mình sẽ chọn một hộp bất kỳ trong 4 hộp, quan sát đồ vật trong hộp, ghi lại kết quả và bảng kiểm điểm theo mẫu. Sau đó đóng hộp lại, đảo vị trí các hộp, thực hiện 10 lần. Giờ phần này các em sẽ thực hành nha. Ở đây hãy cho ví dụ. Như vậy ở đây mình thấy là hộp đựng kẹo chỉ có là một thôi, đúng không? Trong đó là một hộp đựng kẹo và 3 hộp đựng hộp tẩy bút chì. Thực hiện 10 lần như vậy là mình thấy là khả năng hộp đựng kẹo sẽ ít thôi, đúng không? Vì hộp đựng bút tẩy là có gấp 3 lần này. Ví dụ ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Ví dụ ở đây sẽ là 2, đúng không? Hoặc là 3 cũng được. Ví dụ ở đây là 3 đi. Mình sẽ được 3 lần lấy được cái hộp kẹo. Và còn lại 7 lần thì mình sẽ lấy được cái tẩy bút chì chẳng hạn, đúng không? Thầy ví dụ thôi nha. Các em có thể làm thử. Giờ các em sẽ xem mình sẽ chọn được bao nhiêu hộp đựng kẹo, bao nhiêu lần sẽ chọn được hộp đựng kẹo và bao nhiêu lần chọn được hộp đựng tẩy bút chì. Ở đây thầy cho ví dụ là 3, 7 hoặc là 28 cũng được nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu C. Câu C dựa vào kết quả kiểm điểm, hãy so sánh số lần xuất hiện của hai sự kiện đó. Thì mình thấy chắc chắn là sự kiện chọn được hộp đựng tẩy bút chì sẽ nhiều hơn. Vì mình thấy là trong 4 hộp là 3 hộp đựng ta đưa tẩy bút chì, đúng không? Giờ như mình trả lời như sau dựa vào kết quả kiểm điểm. Thì mình thấy là số lần xuất hiện của sự kiện chọn được hộp đựng tẩy bút chì
sẽ nhiều hơn. Đúng này. Mình thấy sẽ nhiều hơn là nhiều hơn số lần xuất hiện của sự kiện chọn được cái hộp đựng kẹo. Đúng này. Như vậy câu C các em trả lời là dựa vào kết quả kiểm đếm số lần xuất hiện của sự kiện chọn được hộp đựng tẩy bút chì sẽ nhiều hơn số lần xuất hiện của sự kiện chọn được hộp đựng kẹo. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 4. Câu số 4 kem hiệu bài, cái xong khích video thì kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Khải Liêm, cái xe muốn nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Khải Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.